Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Blockchain. Để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả dưới video mình làm start chatbot nào bạn. Rồi, mình sẽ get được 2.000 token FLC nè. Một token FLC của khoảng 0.1 đô, ổn của tiêu new. Rồi, điều đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Join sao nè các bạn. Group seller follow Twitter nữa bạn, theo dõi nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn mở bot lên. Rồi các bạn vào đây các bạn like và tweet nữa các bạn. Like nè, các bạn chụp dẫn tweet. Tăng 5 người bạn mình vào bấm tweet nè. Sau đó bấm I help zoom complex nè. Rồi các bạn gửi địa chỉ với BNB xem anh trên dưới chocolate của các bạn giao nha. Để sau này nó phân phối. Rồi các bạn điền lại username Telegram, username Twitter các bạn đã follow dán. Sau đó bấm balance để check số cam kiếm được nè các bạn. Đâu rồi. Ok, mình đã nhận được 2.000 token FLC nè. Các bạn gì có vào in and ơn các bạn gì lên ghép mình chia sẻ trong bè và tăng được kiếm những token các bạn. Như video mình đến đây mới kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.